Hello, xin chào mọi người nhá. Đây, đây là bờ sông Bé nhà mình nha mọi người. Đây, có khoảng mặt nước rất là rộng nha mọi người. Đây, một số nó nở gần hết rồi nha mọi người. Đây, ví dụ như hai cây mít này chẳng hạn. Đó. Đây, là những gốc mít còn có được một nửa. Đó. Đây, đấy. Đây, đi dọc về đây. Đấy, được một hai cây mít. Sắp tới để tiếp tục nữa. Lò tiếp nha mọi người. Nhìn cái tình trạng này là lò nữa rồi. Hiện tại cái chân chỗ đứng của mình đây này rất là nguy hiểm nha mọi người. Đó. Đó.